tảng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cộng cầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ngay, trỏ nhất, 1, trỏ đập, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gai bóng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 lật 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 xước 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 5, trỏ xuyên tâm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 6, trỏ cắm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 7, trỏ đội, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi, đứng đối. Một hướng chạy, phải chứ, phải chứ. Với thẳng, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chuyển trái. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Với ngang, với vòng cầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, chuyển trái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, khi chúng ta đánh khối chân thẳng ra, 7, 8, 9, 10, các bạn dừng một chút, tập gối ấy, tập trỏ, tập không rất là khó, thì bố cho con xem. Bố tập vào cái đồ nhá. Khi đánh gối hoặc đánh trỏ người ta có thể bay người đi. Cho các con nhìn nhá. Nhìn thôi, đứng nhìn. Ví dụ bố đánh gối. Nếu như mình tập không rất khó nhưng tập có đồ là cho các con nhỉ. Đấy. Ví dụ đánh trỏ như thế. Phóng hết nhá. Ví dụ bố đánh gối, bố ngang nhá. Này. Đấy. Hoặc bay gối lên. Rất là dễ đánh nhá. Thôi, các con chuyển sang bao giờ tập các đòn đá. Các con luyện đằng sau đi. Bây giờ lâu ngày vốn tập nó không được tốt như ngày xưa. Bye.
16. 16 quay, không lỡ. 1 2 thủ tay lên biết tân. 3 4 5 6 giật mạnh vào con ơi. 7 8 giò giật. 8 9 con ơi đứng chân sai rồi. Bắt sóng vào bà. 10 thôi. Bắt sóng. 1 đá phật đập vào. 2 3 rồi đá bao dễ hơn. Giật mạnh. 4 5 6 có bao giờ đánh ra đợt 7 như tập rõ trước. 8 9 thôi làm sao quay cản tới đặt thấp. 1 2 3 4 đạt vào chứ phải đá đứng tân. Quay cho lên nào. Quay cho một đạt vào tiếp. 7 8 9 10 có tay thủ. 1 2 5 đấm lại. 3 5 đấm lại tân. 4 thôi là sao quay cản tới cao. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 thôi cản ngang cao. 1 2 3 4 5 cả ngang xoay người không phải đặt bẫy nữa. 8 9 thôi nó còn đứng vào. 3 giáo mày đang nghiêng người này, nhìn bố nhá. Mày coi chân gặp này. Trượt quá. Nhìn này. Đấy, đá vào giống chân gặp, nhìn bố tay. Tay thủ lên, đấy. Nhìn này. Con đá thì nhân chia đá đi rồi. Con tập đi mắt. Thôi cứ tập đá giáo đã, tập một loại thôi. Thôi để ăn nhiều. Mày chiều tập đá, chiều ra tập tiếp. Nghiêng người. Có chuẩn không? Chuẩn không kia bên kia, đưa chân bạn nào nhất, bên nhất tân đá. Đẹp hơn, bên chân đá, tốt rồi đá sau này. Có đá thật bên này trơn quá, bên này nó cái cây. Đá có sao này, đập, sao này. Nghiêng bạn người, đá bước, bảo nào, thế được rồi. Bên chân đá của mình đi. Con đứng, chân, chân, đưa chân vô. Tay thủ về, nghiêng người. Căng cái chân này ra. Căng cái người này, nhìn này. Đây, đá này bằng cố này. Rồi, đúng rồi. Đá không? Tần anh nhớ tần đá đi bố bảo nào đứng ra này cao lên cao là phải nghiêng nào bố nhìn tập nhìn bố này nhìn nét này nghiêng người này thấy rồi bố tập đi bố tập ba bạn cẩn thận Minh Tân nha còn ngã đấy chân đúng rồi bố cứ tập đi ai tập rồi đấy đi Nhất Tân chưa tập được thì tập cố gắng đấy. Thôi tập đi. Thẳng chân ra. Thẳng cái chân bàn chân ra. Tay thủ lên. Nhìn bố này. Chân ra. Thẳng tưng chân này này. Chưa. Đấy. Thẳng ra này. Đây. Chợ giống chân mình thẳng này nhé này. Đá giống vào vào này. Đấy. Đấy tập đi. Đấy đúng rồi. Tập dần đi tập cho quen. Đấy đúng rồi. Thank you.
Hôm nay mình tập hơi muộn, chuông rồi, mình nghỉ đi. Hôm nay không tập đấm găng nữa, hai con mang găng vào đi.